Rồi, hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hình Mực Bãi nè. Rồi, tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ nghề. Đó, hôm nay có dao nè, kìm cộng lực ha, dây điện nha anh em. Đó, lưỡi cắt 255, kéo, búa, kìm, thước kẹp. Rồi, cần 3/4, thước gốc nha. Thùng đồ nghề, giá là chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng 300.000 chuyển khoản đủ, em bao ship nha. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Rồi, vô chi tiết nha. Em anh em xem xong thì cho em xin một like, nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh nha anh em ha. Có tương tác nha anh em. Rồi, vô đầu tiên nha. Số 1, 200.000 cho bộ dao ha. Rồi, qua nay anh em hỏi dao quá. Này lên dao nè. Rồi, con này số 1 nè, con này của Đức nha. Số 1. Đây, lưỡi đẹp, không có mẻ nha anh em. Này con 3, 4, 5 con nha. Số 1, 5 con dao. Số 1, 5 con dao, 200.000. Số 2. Số 2, 240.000. Lý do, dao này thép nha. Con này, nội không con này ăn tiền nha. Nha. Của cay nha. Hai lớp, ớp không gỉ nha. Nè. Đây một con nữa nè ha. Đây. 3 4 5 con anh em. 5 con này thì nó hơi xịn hơn cái kia. Này nữa nè. Dẹp băng luôn nha. Lưỡi dài 5 con. Rồi mã số mã số 2 240.000. Còn không tới 50.000 nữa anh em. Đó đẻ ha. Rồi mã số 3 là một mớ thước gốc như một thước thước lá nè. Một cây thước gốc 25 50 dày keng ha. Rồi đây cây hải in nè. Ba cây thước lá, cây ba tắc và cây tắc và cây ba, hai cây ba tắc nha nè. Đó. Như vậy. 150.000 ha, mã số 3 150.000. Số 4 là một cây cần lắc của 3/4 anh em, 3/4 nè, cái này đầy cổ ha. Đó, hết hợp cho nên mình siêu tầm. Da bằng nè. 3/4 nè. Chỉnh hình như được 2000 mấy. 200 Newton hay gì nè ha. Đó, chỉnh sao không biết. Này. Chỉnh không biết chỉnh sao luôn. Đầu 3/4 anh em. Rồi, 400.000 nha, mã số 4. Đây, mã số 5 nè. Mã số 5. Số 5 bán giá là 450 nha anh em. Một cây thước kẹp có đồng hồ xây ba tắc nha. Mitutuyo ha. Rồi, 450.000 nha anh em, mã số 5. Rồi, mã số 6 là anh được cái khúc dây điện nha. 10m nha. 10m. Đây, một đầu vô hai đầu ha. À, đó như vậy. 10m nha anh em, cũng khá là dày ha. Đó, bán giá là 150 nè, thông số của nó nè. Rồi, mã số 6 150. Tiếp theo số 7 nha. Số 7 là một cái combo búa, bán giá 220 anh em, mới keng nha. Này, đó, 220 búa bi nè. Búa đóng nhổ đinh nè, đó, có mặt võng nha. Hai cái búa này nữa nè. Một bề bằng một bề lõm. Ba cây mới keng. Đó, cán anh em ha, còn màu rất là đẹp. Rồi mã số 7 220.000. Tiếp theo. Số 8 là một cây kèm này. CRM vậy nè. Đó, hiệu ha. Cái này lạ anh em, 350 ha. 450 mm. Đó, 18 inch ha, đẹp. Keng Spen. Rồi mã số 8 350.000 ha. Tiếp theo số 9 là một cuộn một bành dây ha. Dây này thì chắc lỗi nó bự hơn xíu. Nó cũng tầm 10m như dây nãy thôi, bán giá 150 nữa nè, mã số 9 nha. Tiếp theo số 10 cũng là một cái bành dây nữa nè. Bán giá 150 luôn nha anh em. Tiếp theo 11. 11 là một cái lưỡi cưa 255. Còn full hộp 255, hình như là một
100 găng thì phải ha. 2 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 1 2 3 4 5. Rồi, 100 găng nha anh em, chưa sử dụng ha. Mấy can còn full hộp nè. Full hộp nha. 250, lưỡi 255 ha. Em còn rất là nhiều lưỡi ha, anh mua thì liên hệ em. Rồi, mã 11 250.000. Tiếp theo 12. 12 là một cái bộ kéo ha, bán giá 200.000 anh em. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cây 200.000 ha. Mã số 12, 200. Lấy được 2 thùng á. Xuống được 2 thùng qua. Được cái kia đó. Rồi, tiếp theo 13 là 380.000. 380.000 cho 2 cái thùng ha. Đây. Toàn bóc nha. Mới ha, nó dính bụi ha. Về lau dầu là sáng thấy. Cái đèn cái đó nè. Hai cái nè. Đèn cái này mới nha. Rồi. Mã 13 hai cái thùng ha. Đó, mã 13 hai thùng 380. Rồi 14 một cặp kìm bán giá 200.000 nè. Đó, kìm điện ha. Bằng nha. Và một cây kìm hàng ha, găng thì nó hơi xấu xíu ha. Đó, CRB. Đó, này hàng luôn. Rồi, bán giá 200, mã 14. Rồi, anh em mua liên hệ em.